Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Number one active chân muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bền bỉ. Number one active chân muối, bù nước, bù khoáng, bền bỉ đến cùng. Sao đây không phải là thuốc và cũng có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày hội tình nguyện quốc gia năm 2016 tại Hà Nội. Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ kho thuốc kháng sinh của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Hòa, xe rầm rộ né trạm kiểm tra tải trọng gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Quốc tế Những Người Tình Nguyện ngày 5 tháng 12 với chủ đề Thế giới ngợi ca đồng hành cùng tình nguyện viên, ngày 4 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra Ngày hội Tình nguyện Quốc gia với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sau đây là phản ánh của phóng viên. Một trong những hoạt động thiết thực và thu hút được đông đảo các bạn tình nguyện viên tham gia đó là hiến máu tình nguyện. Ngay từ sớm đã có rất đông bạn trẻ đăng ký tham gia, nhiều bạn còn sẵn sàng đăng ký hiến thành phần máu khi cần. Theo dự kiến của ban tổ chức sẽ tiếp nhận khoảng 2.500 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán. Đây là lần đầu tiên tôi đi hiến máu. Thực ra thì cũng có một chút cảm giác gì đấy sợ ạ. Nhưng sau khi đã hiến rồi thì thấy không sợ như mình nghĩ và chắc chắn sẽ tiếp tục những lần sau ạ. Chương trình hội trại sắc màu tình nguyện với sự góp mặt của nhiều tổ chức góp phần làm ngày hội thực sự trở thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích, cơ hội trao đổi kinh nghiệm cho các tình nguyện viên. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia cho 10 tổ chức và 9 cá nhân đã có những cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Cũng trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra các hoạt động diễn đàn thanh niên và hoạt động tình nguyện vì mục tiêu phát triển bền vững, nhạc hội kết nối trái tim tình nguyện, biểu diễn thời trang bảo vệ môi trường. Tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng đã chính thức phát động chương trình Tình nguyện mùa đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017. Ngày 3 tháng 12, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp Bộ Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn tổ chức lễ phát động chiến dịch Hãy làm cho biển sạch hơn. Tại buổi lễ, ban tổ chức kêu gọi cộng đồng chung tay hành động bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng. Các tầng lớp nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực là những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng cùng chung tay làm sạch biển. Qua đó góp phần từng bước thay đổi hành vi của con người đối với môi trường trong mọi quyết định, hành động và quan tâm hơn nữa về tính cấp bách của vấn đề ô nhiễm môi trường. Ngay sau lễ phát động, đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên, bộ đội biên phòng và đông đảo bà con nhân dân xã đảo Nghi Sơn đã ra quân thu gom rác thải dọc bờ biển thuộc địa phận xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Thưa quý vị, miền Trung là khu vực thường xuyên gánh chịu mưa lũ, nên việc thích nghi và sống chung với hoàn cảnh là cách mà người dân luôn chủ động. Phản ánh của phóng viên tại thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tính, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, một địa phương ở ven sông, hàng năm có tới 2 đến 3 lần nước lũ ngập nhà. Chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tính từ lâu đã quen với cảnh một năm có tới 2 đến 3 lần nước lũ ngập nhà. Trước đây gia đình khó khăn, nhà chỉ như cái chòi nhỏ nên mỗi lần lũ về là gia đình lại bỏ cả gia sản chạy tránh lũ. Nhưng giờ đây rút kinh nghiệm khi xây nhà mới, chị xây cao hẳn lên rồi còn làm thêm gác lửng để tiện tránh lũ mỗi mùa mưa về. Từ cái ngày mà làm nên cái nhà thì nó đúng là thì cải đồ đạc là nó cũng đỡ trao, đỡ mất mát. Cái hào lúc trước kia là cứ lo sợ rồi lúa đụng trâu thế này thế kia rồi ướt át máu là mà lục xem về nhà là cái đứng khép à. Nhìn thấy cảnh thảm mà từ ngày nay là cũng đỡ. Không chỉ riêng nhà chị Tuyết mà hầu hết các ngôi nhà tại thôn Vĩnh Đức đều được xây cao và nhà nào cũng có gác lửng. Cùng với đó, làng Vĩnh Đức còn nổi tiếng với nghề làm nón lá. Đây cũng là một trong những nghề giúp bà con kiếm thêm thu nhập mỗi khi mưa lũ về. Dưới mái nhà nhỏ, các chị, các bà thôn Vĩnh Đức vẫn miệt mài bên chiếc nón lá. Tuy thu nhập từ công việc này không nhiều, nhưng đây là một trong những nghề ông cha truyền lại của làng. Từ trẻ em đến người lớn đều biết làm, đặc biệt nghề làm nón lá cũng như xây nhà cao và làm gác lửng đã phần nào giải quyết nỗi lo cho bà con thôn Vĩnh Đức mỗi mùa mưa bão về.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, hiện nay tại khu vực dốc Vườn Xoài thuộc phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu xuất hiện một điểm sụt lún đất với diện tích ước tính rộng hơn 3.000 m2 và nhiều đường đất bị rạn nứt với chiều rộng hơn 30 cm, sâu hơn 1,2 m. Ngoài ra, nhiều khu vực trong điểm sụt lún này đã tạo thành 2 đến 3 tầng đất với chiều cao cách nhau từ 0,8 m trở lên. Theo người dân, tình trạng sụt lún rạn nứt đất tại khu vực này đã xuất hiện vài ngày và đã gây hư hại nặng một số nhà ở của người dân. Thưa quý vị, nhiều năm nay ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vẫn tồn tại một thực trạng là hai cây cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại cho hàng nghìn người, dù đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn, thế nhưng vẫn chưa được sửa chữa hoặc xây dựng lại. Điều này đã gây khó khăn nhiều đến việc lưu thông của người dân. Cây cầu dài khoảng 300 mét nối ba thôn phía Bắc xã Vĩnh Ngọc với trung tâm xã này đã được xây dựng từ 15 năm nay do một người dân tự đầu tư xây dựng. Cầu được làm bằng gỗ khá đơn giản, việc lưu thông vì thế cũng không đảm bảo và đã có nhiều trường hợp thiệt mạng tại cây cầu này. Nguy hiểm là vậy, thế nhưng hàng nghìn người dân vẫn phải lưu thông qua cây cầu này nếu không muốn đi vòng dài hơn 30 km để vào trung tâm thành phố. Tỉnh Khánh Hòa đã có quy hoạch xây dựng cầu bê tông vĩnh cửu tại đây, nhưng do chi phí quá lớn đến hàng trăm tỷ nên chưa biết khi nào mới có thể xây dựng. Cũng trong tình cảnh tương tự, hơn 3.000 hộ dân ở khu dân cư Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp nhiều năm nay vẫn phải qua lại trên cây cầu vừa chật hẹp vừa xuống cấp trầm trọng. Bề rộng chỉ hơn 2 mét, trụ cầu đã hư hỏng, mặt cầu sụt lún cong vênh. Song vì là chiếc cầu dân sinh độc đạo, nối khu dân cư với đường 2 tháng 4, nên người dân vẫn cần phải lưu thông dù luôn nơm nớp nỗi lo sập cầu. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ và tỉnh Khánh Hòa đồng ý đầu tư xây cầu mới. Nhưng đến đầu năm 2017 mới chính thức triển khai xây dựng. Cho đến khi cầu mới hoàn thành, người dân vẫn phải lưu thông qua cầu cũ với tâm trạng hồi hộp lo sợ. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 4 tháng 12, tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ kho thuốc vaccine của bệnh viện. Theo đó, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, nhân viên Viện Pasteur phát hiện khói bốc lên từ kho thuốc chứa vaccine của bệnh viện, liền lập tức gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 3 ứng cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Do hệ thống chữa cháy tại kho thuốc đã bị đám cháy thiêu rụi nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Kho thuốc chứa vaccine bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng rất may là không có thiệt hại về người. Một số nhân chứng cho hay cháy là do chập điện, nhưng nguyên nhân chính xác về vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Vừa qua vào lúc khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 12 đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi siêu thị 6 tầng tại chợ Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Khói lan ra từ siêu thị kèm theo những tiếng nổ. Ít phút sau, khói đen bốc cao cả chục mét khiến nhiều tiểu thương trong chợ nháo nhác sơ tán đồ đạc. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ sản phẩm điện máy bày bán bên trong siêu thị. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người do xảy ra vào thời điểm sáng sớm, không có người bên trong. Hơn một tháng nay, các tuyến đường nông thôn liên xã Diên An, huyện Diên Khánh và Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa luôn tấp nập xe tải qua lại nhằm né trạm kiểm tra tải trọng. Mặc dù lưu thông qua khu vực đông dân cư, nhưng các phương tiện này luôn chạy với tốc độ cao, không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa, các xe tải chở đất đá, hàng hóa thoải mái đi vào tuyến đường nông thôn này. Cứ 5-10 phút lại xuất hiện một chiếc, thậm chí có thời điểm các xe này kéo thành từng đoàn 4-5 chiếc chạy nối đuôi nhau. Đường thì hẹp chỉ dành cho phương tiện cơ giới nhỏ lưu thông, nên cũng dễ hiểu tại sao sau một thời gian ngắn các tuyến đường nông thôn và liên xã tại khu vực này đã bị nhanh chóng xuống cấp. Nó rất là nhanh hư. Bữa nay các cái tuyến đường mới làm chưa được một năm mà hôm nay đã có những chỗ tróc lở xen ra là những ổ gà nhỏ, giao thông rất là khó khăn. Kể từ ngày 1 tháng 11, khi trạm kiểm tra tải trọng xe đặt tại km 15+650 đường 23 tháng 10 thuộc địa phận xã Diên An, huyện Diên Khánh, thì các xe né trạm liên tục chạy vào tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã. Những con đường này nối với đường liên xã qua khu vực thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung và ra lại đường 23 tháng 10 nên rất thuận tiện cho các xe vi phạm né trạm kiểm soát. Hơn nữa, đoạn đường né trạm cân chỉ khoảng 3 cây số, do đó các tài xế xe tải tranh thủ chạy thật nhanh qua khu vực này hòng tránh lực lượng chức năng tuần tra lưu động. Trong khi đó, trên các tuyến đường thôn quê này, lưu lượng xe cộ và người dân đi lại rất đông. Điều này đã gây mất an toàn giao thông cho tuyến đường nông thôn và liên xã, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương. Thưa quý vị, thời gian qua, các hoạt động khai thác đánh bắt trái phép thủy hải sản của những tàu thuyền giả cào bay sai tuyến đang diễn ra phức tạp, khiến vùng biển Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, đồng thời gây mâu thuẫn bức xúc đối với người dân nơi đây.
Tính đến nay, tuy Phong có khoảng 70 tàu thuyền hoạt động nghề giã cầu bay có công suất từ 400 tới 500 mã lực trở lên. Theo quy định, nghề giã cầu bay phải đánh bắt xa bờ từ 15 hải lý trở lên. Nhưng lâu nay, các tàu thuyền giã cào vì lợi ích trước mắt đã đưa tàu cá vào khai thác trái phép ở khu vực cấm, nên không những hủy hoại môi trường sinh thái biển mà còn gây hư hỏng, mất mát dụng cụ đánh bắt của cư dân đang hành nghề gần bờ, tạo mâu thuẫn xung đột gay gắt trong cộng đồng cư dân. Nó khai thác quá mức, có người ta dây tiền phụ nữ, rồi dây tiền cựu chiến binh để sắm tấm lưới, rồi ra đánh nó cào mất hết. Hiện nay trên vùng biển Tuy Phong còn xuất hiện thêm nhiều cặp giã cào của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với công suất rất lớn từ 500 mã lực trở lên. Hình thức khai thác rất đa dạng, tận diệt các loại cá con, đồng thời có những hành vi chống đối lực lượng chuyên trách, truy đuổi, đâm va tàu cá cư dân. Tình hình vi phạm tàu thuyền giã cào bay trên vùng biển Tuy Phong gây bức xúc trong cư dân vùng biển. Trước phản ánh kiến nghị của bà con, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong đã kiến nghị với các sở ngành của tỉnh cần tăng cường lực lượng cũng như bố trí thêm phương tiện để giải quyết vấn nạn này. Ủy ban đã giao cho các ngành chức năng để tăng cường cái công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các cái phát sinh. Được biết, từ đầu năm đến nay, huyện Tuy Phong đã xử lý 30 trường hợp giã cầu bay vi phạm. Bà con cư dân hành nghề này cần phải có ý thức trong việc khai thác đánh bắt nhằm chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, tuân thủ phạm vi đánh bắt, không xâm phạm vùng cấm, tránh tạo ra xung đột tranh chấp trên biển giữa cộng đồng cư dân với nhau. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Cẩn trọng với các khóa học kích hoạt não trẻ. Phú Yên, cháy xe khách giường nằm, 25 hành khách thoát nạn. Lâm Đồng, tình trạng khát nước sạch ở xã nông thôn mới.